Đừng bẻ bẻ qua anh kia, đừng bẻ qua đây, gớt nữa nửa bánh rồi chú ơi. Giờ xe cuốc xuống rồi các bạn. Wow. Cái này có chợ hỗ trợ thêm là cái dàn cẩu ở trên á, là thả dây từ từ xuống các bạn, chứ không phải là xe cuốc xuống không. Tại vì bánh hơi này sợ xuống không á nó tuột bất ngờ, nên cái dây ở sau á thả từ từ xuống các bạn. Mình thấy là cái chú xe cuốc này nè, nó hơi nghiêng về cái thớt rồi, bánh nó lồi ra ngoài vậy. Từ từ thôi chú ơi, nguy hiểm lắm, hay là gớt hết nửa bánh rồi các bạn, gớt ra khỏi cái thớt á. Thôi đừng bẻ bẻ qua anh kia, đừng bẻ qua đây, gớt nửa bánh rồi chú ơi. Ơi, gớt mâm chú. Công nhận xuống bánh hơi này công phu thì các bạn. Cuối cùng đã hạ cánh an toàn rồi. Từ từ thôi chú bánh hơi ơi. Xong. Đó, ở sau là nhờ cái gồng gọc hạ xuống từ từ, là cái gồng gọc này nè các bạn. Đó, đang tháo cái gồng gọc á để cho xe nó không có chùi xuống, mà phải xuống từ từ. Đó các bạn thấy không? Đó, trước đó có gồng gọc đang kéo lên các bạn thấy không? Đó. Ta đi làm việc thôi. Oh.